Rồi chào anh em ha. Đây cái clip mà anh em mình quay cho anh em coi lại cái mà mình nuôi gà không có cần vaccine, không có thuốc nha, không có một cái gì hết luôn, đơn giản là không có bóng đèn, không có máy và máy ấp luôn, máy dưới con luôn. Thì anh em được theo dõi clip mình, theo dõi là biết lúc đó mình có quay mấy con gà con trong cái thùng đó. Thì bây giờ mình quay cho anh em xem là qua bên thằng cháu mình đang quay nha. Đó anh em thấy con gà mái không, nó đẻ ra không có ấp nha, rồi lấy cho bỏ vô cái máy ấp từng trứng, ấp từng trứng rồi nó bỏ vô cái máy ấp đó, mấy cái máy ấp rồi nở ra từng con nuôi nè. Đó một con đầu tiên, chỉ có một con thôi là con lông nhiều đó, được cũng có 10 ngày rồi, 10 10 ngày 1 ngày rồi đó, không có thuốc han gì hết nha, chỉ là cho uống nước gì, nước sạch vậy nè. Đó một con, một câu không bóng đèn không gì hết luôn đó, một con nở mới lớn. Rồi bữa nay là nó nở thêm một con nữa, là bỏ vô con không có thuốc han gì hết, chỉ là bỏ thức ăn vô. Thì đó anh em cho anh em xem đó, chỉ thức ăn với nước thôi chứ đâu có vaccine thuốc bọng gì đâu, không có thuốc han gì hết, không bóng đèn luôn. Nên quay cho anh em xem nha anh em thấy không. Đó cách nuôi đà gà đơn giản, không cần bóng đèn, không thuốc han gì hết đó. Nó lớn lớn gì đó là chuẩn bị nó khoảng 20 ngày là cho nó ra cái chuồng nha. Mà nó một con một, không có một nhiều nha anh em, đây này nở chỉ có một con, đừng con bỏ vô đó, đâu có thuốc gì đâu, nuôi đơn giản thôi, đâu bóng đèn đâu, chỉ cần bỏ vô cái thùng giấy mới nở, là bỏ vô thùng giấy gì đó rồi nhức ăn bỏ vô ngày 4-5 cử gì đó, thì để nó ăn nhiều hết thì mình để vô ít gì đó, thấy không. Rồi giờ thêm một con mới nở cái này cho anh em xem ha. Đó là mình quay cái máy ấp cho anh em coi nha. Đó đây nở được con câu nữa nè, mới nở nè anh em không. Một ngày một khô lông là mình cho nó ra ngoài nha, cho ngoài cái thùng vậy đó. Đó làm đơn giản không, không có không có bóng đèn, nở ra nhiều thì mình đem ra đó. Nên nuôi về là có con gà có bị gì đâu, cái này là từng ý mà nuôi một con đó anh em, sợ nó lạnh đúng không, có một con mà bỏ vô con nuôi tới bự gì đó, rồi bây giờ nở thêm con nữa ha, rồi chuẩn bị con kia nở con nữa đó, rồi bỏ vô vậy nuôi có bị gì đâu, không có giọt thuốc, không có một cái gì hết luôn. Nở ra như bỏ vô thùng giấy về, chuẩn bị cho mình cái thùng giấy đó, bỏ vô cái thùng giấy, chuẩn bị cái thùng giấy rồi nở ra cái bỏ vô vô nuôi cho ăn vậy thôi, bóng đèn bóng bông gì hết nha anh em. Nuôi trong cái thùng này là 20 ngày nha, 20 ngày mới lấy ra, ngày này cũng dọn phân sạch sẽ hết, rồi ngày cho ăn 4-5 cử gì đó, thức ăn ngày mới nở thôi chứ không cho ăn gì hết, không có thuốc luôn, chỉ nước sạch thay nước thôi. Đó nuôi gà mình thấy anh em mới nuôi đơn giản chưa. Rồi chúc anh em nuôi thành công nha. Đó anh em bữa nào cho mình quay cho anh em xem đó, không có gà mái ấp, không có bạn luôn, đơn giản vậy đó.